đo được cái sự trưởng thành của con người đàn ông thì nó phải đo trong lúc kiểu những lúc khó khăn chứ không phải lúc sung sướng. Cái hay ở cái ừ. tuổi của bọn em là có cơ hội để làm sai ạ, cho nên thật ra là cứ cứ ừ. thử đi, cứ trải nghiệm đi, ạ. làm sai vấp ngã gì thì sẽ ừ. có cơ hội với lại thời gian để làm lại. Anh nghĩ là cái ừ. việc kiểu lo suy nghĩ nhiều là là cái hạn chế lớn nhất ừ. cho cái việc gọi là đuổi theo đam mê cứ làm đi em tuổi trẻ không có nhiều trách nhiệm cứ thử cứ trải nghiệm cứ sống chính bản thân mình Chào mừng các bạn đã cùng đến với Postcard Better Me Và mình là anh Vũ Ngày hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn Trong cuộc trò chuyện vẫn như nói bình thường Đó chính là sẽ có thể vượt ra khỏi những khuôn khổ thông thường Và nếu như bạn đang là một người Mà loay hoay trên trạng hành trình trưởng thành của mình Thì ngày hôm nay hãy đồng hành cùng với chúng tôi Để cùng nhau lắng nghe những tâm tư Những lời khuyên, những lời chia sẻ của những người anh đi trước Để sẽ có những kinh nghiệm Và giúp cho mình sẽ có một phiên bản tốt hơn Và xin được cảm ơn tinh hiệu Thầy Trang Nam Owen Đã đồng hành cùng với số Postcard đầu tiên này. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì postcard của chúng ta sẽ đưa đến đây một nhân vật rất đặc biệt đó chính là chủ nhân của cuốn sách đang ở trên tay của anh Vũ đây và ngay bây giờ thì sẽ cùng đến với uh, sự giới thiệu của nhân vật đặc biệt này nhá chào anh à, chào em rất vui anh, chắc có em. lẽ rằng anh sẽ giới thiệu một chút bản thân của mình với các bạn khán giả ok em uh, xin chào uh, các bạn uh, quý vị uh, mình là John Hùng Trần mình uh, sinh ra và lớn lên ở Mỹ uh, nhưng đến năm nay là năm thứ ba uh, 13 mình ở Việt Nam mình là tác giả của cuốn sách uh, Johnny đi tìm hùng Uh, rất vui được tham gia uh, tập podcast ngày hôm nay với em vũ ừ <laughs> cảm ơn anh rất là nhiều và không biết rằng là nếu như ngày hôm nay mà không đồng hành cùng với podcast này thì không biết rằng là một ngày đầu tuần của anh sẽ diễn ra như thế nào ạ À, đầu tuần thì sẽ có nhiều cái lên kế hoạch cho ừ. tuần làm việc. Nếu anh không ở đây thì uh, sẽ ở nhà làm việc. Còn uh, hôm nay có một lý do để <laughs> để để không cần là phải làm việc và đến đây với em. Wow. Vậy thì không biết rằng là khi mà đến đây với với podcast mà sẽ cùng trò chuyện với các bậc khán giả thì không biết rằng là anh có cảm xúc như thế nào? À, anh rất là vui. Uh, nói chung là trước đây anh cũng có nhiều cái cơ hội để gọi là đến uh, chia sẻ với các bạn trẻ và thật ra là anh thấy uh, mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều từ lúc anh viết chính cuốn sách này ạ, tại vì uh, như mọi người biết là cũng có một cái câu trích cũng uh, khá là controversial trong cuốn sách được đưa vào đề thi đại học à. năm 2013 Ừ. À, thật ra thì thú thật với anh rằng ngày hôm nay đến đây thì bản thân em là một người khá là hồi hộp bởi vì em đã từng viết đến cái 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 một cái dữ liệu đó chính là một câu uh, nói trong cái cuốn sách của anh trong đề thi đại học thật ra thì trước đây cứ nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp những những người mà đã đã xuất bản những cuốn sách như thế này đã viết những cuốn sách như thế này nhưng thú thật rằng ngày hôm nay đến đây thì uh, mình vẫn đang chưa tin được sự thật bởi vì ừ. rằng là mình được ngồi với những người mà mình đã từng đọc từng xem những cái sản phẩm mà những người đó đã truyền cảm hứng cho mình vậy thì không biết rằng là một câu hỏi à, em muốn hỏi mà không chỉ em đâu mà tất cả quý vị khán giả đều thắc mắc đó chính là đến thời điểm hiện tại thì phần hùng trong anh đã rõ rệt hơn chưa à, anh nghĩ là một phần cũng rõ rệt hơn nhưng mà anh nghĩ là anh vẫn đang ở trên cái gọi là hành trình của chính bản thân anh vì anh nghĩ là cuộc sống cuộc đời nó là một hành trình rất là dài à. thì đến bây giờ anh cũng rất là tự hào là anh cũng tìm được chính hùng Tại vì nhiều người cũng thắc mắc về cái tên của cuốn sách tại sao John đi tìm hùng. Johnny hùng thì thật ra là coi như là một người Mỹ sinh ra và lớn lên là Mỹ ừ. về Việt Nam chính, tìm chính bản thân là hùng là à. người Việt Nam thế cho nên là bây giờ anh thấy là anh không thể nào nói là anh là người Mỹ hay là người Việt Nam một trăm hoàn toàn ừ. Ừ. anh là cả hai vì anh thì tin rằng là một con người nó là những cái tích lũy của những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm thật ra thì bản thân em có ngày hôm nay tại sao mà em hồi hộp nó không chỉ là bởi vì em được gặp anh mà còn có một cái rằng là tất cả những gì mà anh viết ở trong cuốn sách và tất cả những gì mà anh đã chia sẻ trên trên báo chí trước đây thì em cảm thấy rằng bản thân của mình cũng có một chút gì đó có sự có điểm chung với anh bởi ừ. lẽ rằng là em là một người cũng cũng đã tự lập từ khá là sớm ừ. đó vậy thì không biết rằng là Để uh, anh hỏi em ừ, cái đã. việc uh, em tự lập từ sớm thì em thấy nó đã giúp cho em Uh, trưởng thành như thế nào so với những các bạn bằng tuổi em. Ừ thật ra thì cái điểm uh, lớn nhất mà em cảm thấy khi mà bản thân em được uh, tự lập sớm đó chính là sự trưởng thành, trưởng thành không chỉ về mặt là uh, thể xác mà cả về uh, về suy nghĩ, về tư duy. Uh, có thể rằng là không quá lớn nhưng mà so với các bạn đồng trang lớn thì đây sẽ là một cái một cái sự chuyển biến khá là rõ rệt khi mà mình bắt đầu cuộc sống với những người uh, đồng trang lớn với mình. Vậy thì uh, không biết rằng là cái thời điểm mà anh uh, anh anh có cái suy nghĩ rằng mình sẽ quay trở về Việt Nam để à, làm những cái việc mà mình mong muốn như vậy thì nó ở độ tuổi khoảng bao nhiêu? Anh nghĩ là cái ý tưởng cái suy nghĩ này thì nó xuất phát từ lúc anh uh, 10 tuổi em 10 tuổi. Thật ra sau khi à. bố mẹ anh ly dị thì anh chủ yếu sống với bà ngoại anh thì anh rất là tò mò cũng muốn tìm hiểu về nguồn gốc thì thật ra nó xuất phát từ lúc đó. Nhưng ừ. mà thật ra lúc đó thì anh sinh ra ở Mỹ thì anh nghĩ là mình là người Mỹ chứ không ừ. phải là Việt Nam. Thật ra anh không biết nổi tiếng Việt cũng thậm chí không biết vì sao uh, kiểu Tết được nhận cái phong bì uh, cái lì xì lì xì đúng không Đấy, ạ? thì thật ra là lớn lên thì anh mới sang quyết định uh, đi du học à. và thật ra là khi anh đi cái uh, hành trình xuyên Việt và anh nhận được cái sự sự uh, giúp đỡ của rất nhiều người anh mới cảm nhận được những cái câu chuyện mà bà ngoại anh kể trước đây Wow. vậy thì có nghĩ rằng là cái thời điểm mà anh quyết định cái thời điểm mà anh đã nhen nhóm cái ý nghĩ rằng mình sẽ quay trở về việt nam là còn rất nhỏ đúng không ạ và khi mà anh quyết định rằng mình sẽ chính thức gọi là quay trở về việt nam để thực hiện cái chuyến hành trình của mình thì lúc đó chắc cũng sẽ xem xem tuổi Dạng như em đúng không? Đúng rồi. Vậy thì ngoài cái 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 động lực đó chính là mình muốn tìm hiểu về cái nguồn gốc của mình thì không biết rằng còn một cái lý do nào nữa không để anh có thể có một cái có một cái động lực lớn đến như vậy bởi vì rằng nếu như theo cái cái uh, ngôn từ mà giới trẻ của chúng em hay trêu nhau là chính là khá là liều đấy ạ. Thật ra là anh nhìn, uh, nhìn lại thì anh thấy là cái hành trình đúng là ừ. khá là liều. Nhưng mà thật ra là anh nghĩ là cuộc sống uh, nó sẽ theo nhiều giai đoạn em. Và thật ra là cái giai đoạn đó anh vừa tốt nghiệp đại học một năm sớm thì anh thấy có một năm thì anh có thể đi uh, làm uh, sớm hoặc là anh có thể dành thời gian để gọi là uh, gọi là tìm hiểu về bản thân thì ở uh, bên mỹ nó hoài go cái gap year. tức là sau khi tốt nghiệp sẽ dành một năm để tìm hiểu về bản thân trước khi đi làm chính thức thì thật ra là anh chỉ có một cái gap tháng thôi thật ra anh sau khi anh tốt nghiệp anh định Uh, quay về Việt Nam để đi chơi gặp lại bạn bè trước khi anh đi làm chính thức nhưng mà tình cờ thì cũng vào đài làm uh, đài truyền hình wow. thì thật ra là, là lúc đó anh cũng được đi nhiều anh cũng được tiếp xúc với nhiều người nhưng mà anh thấy là bản thân anh chưa thật sự hiểu về Việt Nam về con người Việt Nam về văn hóa cho nên thay vì anh có thể hỏi bạn bè có thể lên trên mạng thì anh cũng muốn chính chứng chính bản thân mình đi trải nghiệm tại vì anh không dám nói là gọi là anh hiểu hết về về Việt Nam con người Việt Nam nhưng mà anh nghĩ là cái việc anh đi để trải nghiệm và ví dụ như kiểu người nông dân thì anh cũng dậy từ 4 giờ 5 giờ sáng để đi lạ ra đồng để cây lúa gặt lúa đánh cá v.v thì anh nghĩ là cái việc đó nó cũng sẽ giúp cho anh một phần nào đó hiểu hơn về cuộc sống của của họ và chính bản thân anh cũng độc lập từ khá là sớm như anh nói thì cái việc anh thích trải nghiệm thì cái việc trải nghiệm anh nghĩ là phải đi phải xem như thế nào chứ còn nếu anh đi du lịch là đi xe hoặc là mang theo tiền thì anh thấy là nó sẽ không đạt được chính cái ý nghĩa của cái chuyến đi đó là để tìm hiểu về bản thân cũng như là về nguồn gốc của mình mình có thể nói rõ hơn là là tại vì sao đang ở cái cái ngưỡng đó chỉ là rất nhiều người mơ ước là giấc mơ mỹ thì tại sao anh lại chuyển một pha rất là nhanh rất là vội như vậy sang một cái là giấc mơ việt như thế ạ Ừ, ấy là ở đây không phải là ước mơ mỹ hay là ước mơ việt, dạ. đây là ước mơ bản thân. Wow. Thật ra là anh thì cái lo sợ nhất của anh là khi mà mình già đi mình sẽ hối hận là tại sao mình không không kiểu không làm cái này làm cái kia? Ừ. Tại vì lúc mình lớn tuổi hơn mình có gia đình mình có những cái tranh trách nhiệm khác thì lúc đó nó rất là khó hạn chế những cái Kiểu mơ ước của mình thì thật ra là, là đây là mơ ước gọi là của bản thân anh là muốn gọi là làm sao để để merge cả hai văn hóa, tại vì thật ra là bây giờ anh là, là cả John với lại Hùng anh là người Mỹ gốc Việt, wow, Đấy. là là vậy. Vậy thì um, trong cái việc mà anh quyết định là mình sẽ quay trở về Việt Nam để thực hiện cái chuyến hành trình đó thì uh, gia đình rồi bạn bè rồi người thân của mình có có gây ra anh một cái áp lực nào không? thật ra có ạ à. thật ra là đây mọi người nghĩ là đi du lịch thì ai cũng sẽ chọn một đất nước như ở bên châu âu hay là bên mỹ hoặc là nếu đi du học ở châu á thì là hàn quốc và cả nhật nhưng mà mọi người thắc mắc tại sao anh lại chọn việt nam à. thật ra là kể okay, cả bạn bè cũng như gia đình uh, khá là không ủng hộ Vậy anh cũng rất là rất là vui khi mà sau khi anh sang bên đây thì bà ngoại anh mới dám quay về việt nam Ừ. và sau 42 năm bà ngoại anh sau quay về Việt Nam bà ngoại anh rất là cảm uh, rất là xúc động à. đặc biệt là về quê là những người hồi xưa nhớ lại kiểu ôi nhớ hồi xưa gặp lại nhau hoặc là mẹ anh có một cô bà ôi hồi xưa uh, kiểu cô toàn bế uh, cháu <cười> <cười> thì những cái, những cái những cái thứ như thế những cái tình cảm với ừ. nhau thì nó 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 rất là đặc biệt và đặc biệt ở việt nam vậy có nghĩa rằng là bà của mình cũng đã đã về việt nam rồi đúng, đúng không rồi, ạ à? À. vậy thì có thể thấy rằng là cái áp lực về về gia đình của mình khá lớn đúng không bởi vì rằng gia đình luôn là một cái điều nó rất là dịu kỳ bởi vì mỗi khi có một vấn đề nào đó của gia đình thì chính bản thân mình sẽ là những người mà cảm nhận rõ nhất vậy thì ngay lúc đó thì anh đã gọi là có sự thuyết phục hay đã làm cách nào để mình có thể uh, thực hiện sự hành trình của mình với những lời khuyên với thậm chí là những cái uh, tình cảm của gia đình của mình khuyên nhủ mình như vậy ừ, ừ. Thật ra là lúc đó là anh cũng quen uh, cuộc sống tự lập rồi em. Anh vẫn nghe và thật ra là cái 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 lời khuyên cho anh cho các bạn trẻ. Ừ. Thật ra là mình phải tôn trọng bố mẹ cho những gì họ đã làm cho mình. Nhưng mà thật ra là mình vẫn phải tìm ra con đường riêng của mình. Mình không thể bị phụ thuộc vào bố mẹ và anh thấy là cái việc anh tự lập từ sớm nó cũng giúp cho anh quyết định rất là dễ. Mặc dù là bố mẹ anh uh, gia đình uh, bạn bè không đồng ý nhưng mà cũng có cách nào để họ thuyết phục anh? <laughs> Từ nhỏ anh tự lo, thì bây giờ là là là, là đố bảo anh là không đi nữa thì à, à, à. Thật ra lúc đó anh cũng lên kế hoạch cũng vội, Thật ra là lúc anh quyết định đi xuyên việt thì cũng lên báo nhiều, tại, tại vì mọi người rất là thắc mắc tại sao một thằng việt kiều kiểu về Việt Nam mà đang làm việc cho đài truyền hình mà muốn nghỉ để đi đi bộ, đi gọi là đi du lịch phượt, với nó không tiền chẳng hiểu sao ông này bị làm sao thế <laughs> cho nên là <laughs> anh thì vẫn tin là anh đi được và anh không lên kế hoạch anh cứ đi gió thổi đâu thì anh cứ đi theo <laughs> thật ra em nghĩ đó là một cái kém một cái phản xạ tự nhiên của của mỗi chúng ta khi bởi vì rằng là anh đang sống trong một cái môi trường nó khá là đầy đủ trong cái thời điểm đấy ừ. và đột nhiên bây giờ mình quay trở về một nơi mà mình chưa biết quá nhiều và mình mình trải nghiệm và mình làm tất cả mọi thứ không có quá nhiều những cái cái phương tiện, những công cụ đối trợ mình. Ừ. Vậy thì cái thời điểm mà anh chuyển dịch những cái như thế thì có cái điều gì mà sốc nhất đối với anh khi anh mới bắt đầu về Việt Nam không? Sốc văn hóa rất Sau nhiều. Hóa. <laughs> Vì môi trường ở đây nó rất là khác với môi, ừ. môi trường bên kia. Anh lấy một cái ví dụ đơn giản là đi bộ sang đường ấy ạ. <laughs> ở Mỹ thì có cái luận là một người sẽ nhường cho người đi bộ, bộ đúng không? Còn ở đây <laughs> còn Làm lâu mình. qua nhường cho em. Nói chung mình phải mạnh dạng rồi đi ạ. Nhưng mà lần đầu tiên anh thấy giao thông rất là nguy hiểm, xe cứ đi lại đi qua, mọi người cứ, cứ đi chậm chậm. Nào sợ thì cứ nhắm mắt vào cứ đi, không ai không ai chạm vào đâu, không ai đụng vào đâu. Thế thì anh nhớ lần đầu tiên đi bộ sang đường anh cứ vừa đi vừa run. nhưng mà nói chung là có nhiều cái cần thích nghi nhưng mà cũng vì lý do hoàn cảnh anh tự lập từ sở anh nghĩ là cả việc đó cũng giúp cho anh thích nghi cũng khá là nhanh Với môi trường ở đây. Thật ra đôi khi những cái tiểu tiết rất nhỏ thôi, nếu mà chúng ta dám làm thì em tin rằng nó sẽ là một cái mảnh ghép thì chúng ừ. ta sẽ có thể làm cho cái bức tranh của mình nó được hoàn thiện nó rất là nhiều. Vậy thì trong xuyên suốt là 90 ngày đúng không anh? 90 ngày. 90 ngày. 90, 90 ngày thì cái khoảnh khắc nào anh cảm thấy đáng nhớ nhất trong thời gian 90 ngày đó? Thật ra là không có một cái gọi là kỷ niệm một cái memory đặc biệt anh thấy mỗi nơi anh đến uh, mỗi người anh gặp thì anh lại học được cái mới được có một cái những thứ khá là mới khá là thú vị thì thật ra là để nói rằng có một cái nơi hoặc là có một gia đình anh yêu thích nhất ở trên hành trình thì rất là khó anh nghĩ là mỗi nơi nó có cái thứ đặc biệt và sẽ giúp cho anh mãi mãi không, không quên được đây là một cái mà em thấy rằng là em lại có điểm chung với anh nữa đấy, bởi vì rằng là mọi người vẫn hay hỏi rằng cái khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà chúng ta sẽ nhớ nhất. Thật ừ. ra em thấy thì mỗi khoảnh khắc nó sẽ là một cái gì đó nó rất là tuyệt vời đối với chúng ta, dù là nó tốt hay nó chưa tốt thì Chắc nó xác. sẽ đều là một cái cái mảnh ghép đấy. Ừ. Để à, quan trọng để... là tư duy của mình em tại vì đó. thật ra anh cũng biết ở Việt Nam mọi người hay kiểu tôn trọng cái việc gọi là tuổi tác như thế nào đúng ừ. không? Người lớn thì. Thì, nhưng mà thật ra anh nói em là người lớn thì chưa chắc là biết mọi thứ chưa chắc là đúng đúng không tại vì đây là gọi là cuộc tuổi nó quan trọng hơn là những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm mà mình thích, thích lũy thì thật ra là nó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn chứ không phải là mình già mà mình có những cái kinh mình, mình biết hết đều. Ừ. cho nên thật ra là anh nghĩ là cái tư duy là quan trọng vào những trường hợp vào những cái tình huống thì mình luôn luôn phải có một cái đầu óc open mind ấy, và kiểu sẵn sàng thích nghi Uh, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho em học được nhiều và sẽ gọi là giúp cho em sau này trong cuộc sống ấy. anh đã sinh, sinh ra và lớn lên ở mỹ đúng không vậy có nghĩa rằng là cái cái việc mà biết quá nhiều về việt nam là không có rồi vậy thì khi mà anh bắt đầu đặt chân đến việt nam thì uh -huh. mình thực hiện cái hành trình của mình thì điều gì mà anh cảm thấy rằng là nó khác xa với cái suy nghĩ của mình nhất khi mình vẫn còn ở bên mỹ đối với việt nam về suy nghĩ thật ra là trước đây ở bên mỹ thì thật ra là nó như là một cái bộ máy ừ. một cái bộ máy là nó cứ chạy chạy đi chạy chạy lại có mình hay không nó vẫn chạy thì anh thấy là đặc biệt sau cái hành trình đi xuyên việc của anh à, và anh đến những cái nơi nông thôn ừ. và anh thấy những người gia đình kiểu về vật chất thì nghèo nhưng mà họ rất là vui sống rất là hạnh phúc ừ. thì thật ra là anh bắt đầu suy nghĩ lại thật ra là ở trong cuộc sống điều gì quan trọng nhất em ừ. có biết không? Trong cuộc sống điều gì quan trọng nhất thì em nghĩ rằng là quan trọng nhất đối với mỗi người nó sẽ làm cái cái góc nhìn khác nhau. Đối với em thì em cảm thấy rằng là trong cuộc sống của em khi mà em có thể có thể dung hòa được các yếu tố xung quanh mình ừ. thì đối với em đấy là một cái sự mà em cảm thấy là nó nó quan trọng nhất. Ừ. Nó... Nhưng mà em balance mọi thứ với mục đích gì em à, Mục đích của em là để mình sẽ sẽ có một một cái cái hành trình trong cái cuộc đời nó là phải sống chứ nó không được tồn tại ừ. bởi vì nếu như tồn tại thì chúng ta sẽ chỉ gọi là có mặt trên cuộc đời này thôi còn khi mà chúng ta sống thì chúng ta sẽ có ước mơ chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ thì đúng đấy rồi. em nghĩ đấy là cái mục đích của em Thì ừ. bây giờ em vẫn đang trên hành trình tìm nó thì mục đích chính là sẽ tìm được hạnh phúc đúng không đúng rồi à. thì thật ra là hạnh phúc ở đây thì anh nghĩ là mỗi người sẽ định nghĩa hạnh phúc có với những những người kiểu vật chất tiền là, là rất là quan trọng với những người khác thì nó không thế thì thật ra là ở đây ý nghĩa ý của anh là thật ra là mỗi người sẽ phải đi tìm ra cái hạnh phúc của riêng mình và cái hạnh phúc của anh nó sẽ không dùng cái hạnh phúc của em mỗi xa. người sẽ phải định nghĩa cái hạnh phúc và à. thật ra là để định nghĩa cái hạnh phúc cho chính bản thân mình thì mình sẽ phải trải nghiệm đúng không mình phải phải thử nhiều thì à. mình mới biết là mình và những thứ này nó có giúp cho mình nó mình có thật sự thích hay không yeah. thì thật ra là cái mục đích chính trong cuộc sống là vẫn là tìm được hạnh phúc vậy thì cái chuyến hành trình nó không phải nó không phải ngắn hạn nha chín mươi ngày là không phải ngắn hạn rồi đó thì trong xuyên suốt cái chuyến hành trình đó thì có bao giờ anh có một cái suy nghĩ là mình bị nản không hay là mình muốn bỏ cuộc ở một cái lúc nào đấy không <laughs> có, có thật ra là cũng có nhiều lúc đặc biệt anh đi một mình kiểu đường cũng dài À, chủ yếu đi theo quốc lộ 1A Thì như em biết là cũng Thật ra sẽ vắng Chứ, Nếu em không đến thành phố Thì thật ra là cũng có nhiều lúc anh cũng muốn bỏ cuộc Đặc biệt là lúc anh đang ở Nha Trang Thì có một anh cho mượn xe đạp Để à. đi Đà Lạt Thì nghĩ là anh sẽ đi được nhanh hơn Nhưng thật ra anh không biết là lại có cái đều Và anh chẳng hiểu Những người đạp xe đạp có đèo Làm sao mà họ đủ sức để đạp được Thì anh đạp được khoảng Hai uh, cây rất là rộng và anh dừng lại, anh biết là không thể nào anh đi tiếp với xe đạp này. Và lúc đó là nếu em không có xe đạp thì dễ nhờ xe. Nhưng mà anh xe đạp thì rất là khó nhờ xe. Anh cũng lúc đó ngồi giữa đường, đường vắng ấy. Cũng muốn về hỏi sao, tại sao kiểu mình muốn đưa mình vào một cái trường hợp khổ, khó khăn như thế, vất vả như thế. Nhưng mà chính trong những cái lúc như thế, tại vì có một câu tiếng Anh của Dr. Martin Luther King, là cái greatest measure of man là not in times of ease but in times of controversy tức là để đo được cái sự trưởng thành của con người đàn ông thì nó phải đo trong lúc kiểu những lúc khó khăn chứ không phải là lúc sung sướng thế thì thật ra trong cuộc À, lúc à, đi xuyên Việt có nhiều nhiều lần anh muốn bỏ cuộc thậm chí là có nhiều lần anh cũng muốn bỏ cuộc ở Việt Nam không, không hiểu tại sao, có sao sống ở Việt Nam bên Mỹ nó khác. thật sự là nghe xong anh chia sẻ về cái chuyến hành trình của mình lúc mà à, gọi là mượn chiếc xe đạp đúng không đi lên Đà Lạt bắt đầu em cảm thấy là một cái không khí nó bao trùm là sự cô đơn rồi đấy bởi vì mỗi con người chúng ta thì dù là 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 trẻ tuổi hay là ở một đội tuyển nào đó đi chăng nữa thì em nghĩ rằng là mọi người vẫn khá là sợ cái gọi là sự cô đơn ở đây thì không biết rằng là anh đã đã vượt gọi là vượt khỏi cái sự cô đơn nó vượt qua cái cái nỗi cô đơn nói trong cái chuyến hành trình của mình như nào ạ à? ừ, ừ. thật ra anh nghĩ là cái sự cô đơn thì rất nhiều người à, rất là sợ cái sự cô đơn nhưng mà thật ra là anh bản thân anh cũng thế nhưng mà anh thấy là cái sự cô đơn thì sẽ giúp cho mình suy nghĩ và phân tích rất là nhiều. Ừ. <laughs> thì rất là trên cái đường xuyên việc của anh thì anh hay nói chuyện với bản thân anh. <laughs> ừ. Làm cái độc thách nội tâm đúng, đúng không? Rồi. Tại vì thật ra là lúc đó là, là là cũng có những cái đoạn mà đường rất là vắng tinh, ấy, không có dân. Và thậm chí lúc buổi trưa anh vẫn đi bộ tiếp thì không có ai. Thì ra là lúc đó là phải nói chuyện với bản thân. em Tại vì thật ra là cái việc nói chuyện với bản thân xuất phát từ cái lúc hồi xưa anh làm cho đài truyền hình. Tại vì anh không có kinh nghiệm về làm MC nhưng mà lúc anh được tình cờ mời vào đài truyền hình thì anh cũng uh, gọi là cần chuẩn bị về tập luyện thì anh đứng trước cái gương và cùng nói chuyện với bản thân à. em thì anh nghĩ là cái sự cô đơn nó 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 giúp cho mình mạnh mẽ hơn em. thì thật ra là từ lúc anh nhỏ cũng có lúc cô đơn nhưng mà cô đơn là cần thiết em ừ. càng nghe thì em càng thấy anh liều đấy <laughs> rất liều quá, wow, thật sự ở độ tuổi của anh rất là liều. Lần sau vì... em đi cùng ừ. anh nhé, <laughs> sẵn sàng anh ạ. Thật ra thì tại vì sao em lại nói rằng liều, bởi vì rằng là ở độ tuổi như anh, nếu như so với chúng em bây giờ thì chúng em vẫn đang loay hoay cho mình một cái định hướng nào đó. Chúng em vẫn đang gọi là chưa có thể định hướng được cho mình. à mình sẽ chọn trường đại học nào này, mình sẽ chọn một công việc gì hay ra sao cả. Nhưng lúc đó anh dám quyết định một cái đó là 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 quá liều lĩnh rồi đấy ạ. Nhưng mà em có một cái thắc mắc đó chính là À, bây giờ để chúng em có thể Để chúng em, những người trẻ hay là bất kiểm ai đó Để chúng ta có thể từ bỏ một cái gì đấy Mà đang được gọi là nó khá ổn định Để liều lĩnh đi tìm một cái gì đó Có thể là nguy hiểm ừ, ừ. Thì không biết rằng là anh có cái Có một cái lời khuyên là một cái gì đó cho các bạn trẻ bây giờ không Trên cái sự uh, quyết định một cái vấn đề gì đó Thực ra là để đưa ra một cái quyết định lớn như thế Thì anh nghĩ là bản thân các bạn trẻ Cần phải reflect lại ừ. Cần suy nghĩ lại Phân tích một thứ rất là kỹ Mình muốn cuộc sống của mình như thế nào Đấy, đấy là cái quan trọng nhất. thì nếu mình muốn một cái cuộc sống gọi là an toàn ổn định thì nó cũng có opportunity cost, ừ. những cái cơ hội mà em sẽ mình sẽ bỏ lỡ lỡ bỏ qua. thế thì thật ra lúc đó là em phải trả lời cho bản thân em là sau này nếu em già và em muốn đi xuyên viện chẳng hạn thì lúc đó em không có sức khỏe đi ừ. nữa thì thật ra là em có hối hận lúc đó không? vì thật ra anh nghĩ là mọi người cũng nên nghĩ đến cái việc legacy Ừ. sau này mình sẽ để lại những cái gì những cái dấu ấn hay những cái gì ở trong cuộc sống để mọi người sẽ nhớ mình hoặc là mình có cái sự ảnh hưởng gì đó thì thật ra là chính bản thân mình sẽ phải phân tích và xem ừ. mục đích ở trong cuộc sống của mình là gì ừ. Vậy thì có một cái bây giờ nhé, các bạn trẻ chúng em ấy, đặc biệt là trong cái cái độ tuổi trong khoảng từ uh, 20 đến 25 hoặc thậm chí là 27 28 gì đấy. Chúng em luôn có một cái gọi là một cái đắn đo phân vân giữa một cái danh giới rằng là trong mỗi một vấn đề thì chúng ta nên quyết định nó là nghe theo con tim hay là nghe theo lý trí. Vậy thì ở cái thời điểm đó thì là anh 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 Hùng đã đã nghe theo cái gì? thật ra lúc đó thì anh cũng phân tích cũng nghiên cứu nhưng mà anh nghĩ là vẫn phải theo cái gọi là bản lĩnh cái instinct ừ. của mình ạ uh, không có gì khác, em em có thể kiểu ngồi đắn đo suy nghĩ xem có nên làm hay không nhưng mà anh nghĩ là cái hay ở cái ừ. tuổi của bọn em là có cơ hội để làm sai ạ cho nên thật ra là cứ cứ thử đi cứ trải nghiệm đi em làm sai vấp ngã gì thì sẽ ừ. có cơ hội với lại thời gian để làm lại chứ ừ. không cần lo chính bản thân anh cũng vẫn còn định định hướng cuộc sống của anh ừ. thì không không lo về gì ạ anh nghĩ là cái ừ. việc kiểu lo suy nghĩ nhiều là là cái hạn chế lớn nhất ừ. cho cái việc gọi là đuổi theo đam mê Thật ra thì đấy là cái mà bản thân em vẫn đang đau đáu vì đôi khi đôi khi để chúng ta đưa ra mà quyết định gì đấy nó không hề dễ dàng ừ, có nghĩa ừ. rằng vừa phải suy nghĩ vừa phải gọi là có một cái sự nghiên cứu nữa. Thế thì thôi ạ. cứ làm đi, ạ. <laughs> làm đi rồi phân tích sau. Ạ. Ừ. Nếu anh nghĩ là nhiều người đã có những cái vấn đề gọi là hai băn khoăn suy nghĩ nhiều à. thì anh nghĩ là cứ làm, cứ đi, làm đi, làm đi rồi mình sẽ chỉnh lại sau. Ạ. Chứ còn mình, mình là... luôn luôn lo kiểu sợ lo mà mình không làm thì đây. Mình cùng mình không làm được đúng không? Mình, và mình không, mình không, biết. không làm luôn. Không? Đấy là đã fail rồi ạ. Cho nên là, cho à. nên là cứ làm đi em. Ở à, tuổi trẻ không có nhiều trách nhiệm à, ừ. trách nhiệm đúng không? Cứ thử, cứ trải nghiệm, cứ sống chính bản thân mình ạ có nghĩa rằng là trong bất kỳ vấn đề gì thì muốn biết mình làm được hay không thì cứ làm đã. Chính nếu rồi. nó có không may thất bại thì coi như đó là một bài học, là một cái trải nghiệm của mình đúng không ngay? Đúng không? Chính xác. À, rồi. Đấy cũng là một cái mà em tin rằng là sẽ có cái sự thức tỉnh, sẽ có một cái sự nhen nhóm gì đó đối với tất cả các bạn trẻ đang theo dõi cái podcast của chúng ta ngày hôm nay. Và đương nhiên ừ. là cái việc anh nói là nó không kiểu dễ dàng <laughs> đúng rồi, như mọi người bảo ôi. Còn bố mẹ kiểu bố mẹ nếu không, bố mẹ không ủng hộ thì sao? Nhưng mà thật ra là ừ. mình phải đối đầu với những cái khó khăn ở trong cuộc sống chứ không phải là tránh nó hoặc là đổi lỗi cho hoàn cảnh ngay như thế nào tại vì anh thấy là cái vấn đề chính của nhiều bạn trẻ chứ không phải ở Việt Nam và nhiều bạn trẻ trên thế giới là cái việc suy nghĩ và lo lo lắng nhiều quá em cứ làm đi em ừ. cứ làm đi wow khá là hay đúng không ạ đây là một cái tư duy mà mà em nghĩ là ở cái độ tuổi đó so với chúng em bây giờ chắc chắn chúng em chưa nào nghĩ được rồi <laughs> À, thật ra thì khi nói chuyện với anh nghe anh chia sẻ thì em bắt đầu nhớ đến một cái một cái câu nói nó nằm trong uh, cuốn sách mà anh đã viết câu nói này thì thật ra thì bản thân em cũng cũng được tìm hiểu nhưng chỉ gọi là là trên mạng khi mà chúng ta đọc những thông tin đấy thôi ừ. hay là cũng được, có được lắng nghe những anh chị gọi là ở cái thời điểm đó cũng có nói lại đó chính là cái khoảng cái thời điểm mà cái cuốn sách của anh được xuất bản thì có một cái câu nói nó đã được 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 đưa vào đề thi đại học cho những bạn nào thì khối C hoặc khối D Có một câu nói đấy thì em em nhớ nôm na cái nội dung này có nghĩa rằng là Ý là người Việt của mình lúc đó là một là không dám tiên phong, khá là thụ động Bởi vì chúng ta, có cái thể chúng ta, chúng ta sợ một cái gì đó thất bại chẳng hạn Không biết là em hiểu như vậy có đúng hay không Nhưng mà cái thời điểm đó, cái câu nói đó, cái nội dung đó em nghĩ rằng là nó cũng đã gây tranh cãi khá lớn đấy chứ nhỉ? Chà, vậy, thì, vậy thì <laughs> tại sao anh lại anh lại lại gọi là có thể có cái can đảm mà nói ra những cái câu nói như vậy ở cái thiểm đó thì ra là cái câu đó thật ra anh cũng không có ý nghĩa ý định gì và ừ. thật ra anh không biết là nó nó sẽ đưa à. vào để thi đại học thật ra là lúc đó là anh đang ở bên mỹ tại vì bà ngoại anh bị ốm cho nên là về mỹ thì tự nhiên anh mở facebook thì anh ấy là có kiểu mấy nghìn tin nhắn cũng cũng như kiểu lời kết bạn ừ. ở trên mạng thì sau đó bạn bè anh ở Việt Nam mới gửi anh thông tin là, oh có biết là kiểu có câu trích ở trong cuốn sách đưa vào để thi đà hay không? lúc đó mình cũng thấy khá là vui, rồi mình cũng tự hào, <laughs> mặc dù là mình không biết trước. và vì mình về Việt Nam thì thật ra là có bên Báo Tiền Phong của tổ chức một cái sự kiện khá là lớn ở bên ở một bên phải là kiểu các bác kiểu rất là tiên phong những cái bác như là bác Tuấn mà kiểu người Việt Nam lần đầu tiên vào vũ trụ ạ. Okay à. Những cái bác kiểu rất là có lịch sử có rất là nhiều cái thành tích rất là hay. thì sau đó có một bên lại có anh ừ. thì cái cái sự kiện đó để chứng minh rằng là cái câu của anh nói ra ừ. thì sau khi các bác lên ừ. cũng nói ừ. những cái điều và những cái chia sẻ về những cái thứ khá là vĩ đại mà các bạn các bác đã làm thì anh cũng lên anh cũng lên sân khấu ừ. lúc đó tổ chức ở sư phạm ở à, đại học sư phạm hà nội khoảng ừ. à, mấy trăm học sinh à, sinh viên thật ra anh cũng hồi hộp cũng run nhưng mà anh cũng lên thì thật ra anh cũng giải thích là cái câu nói của 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 anh là nói ừ. về cái giới trẻ bây giờ Mà thật ra ở thời điểm đó thì anh thấy rất là đúng em Uh, bố mẹ cũng như xã hội định uh, định hướng cuộc sống cho các bạn trẻ, ừ. các bạn kiểu hay phải đi theo kiểu ngành ngân hàng hay là kiểu nếu bố mẹ làm về y thì sẽ phải làm bác sĩ chẳng hạn. Thế cho nên là là thực ra là cái câu đó mặc dù là anh không có ý định trước nhưng mà anh thấy là cái câu đó nó cũng giúp cho các bạn trẻ bắt đầu có những cái suy nghĩ những cái thay đổi về tư duy cũng dám làm dám đuổi theo đam mê ví dụ như có một bạn con gái sau khi anh đi hành trình xuyên việt thì chính bạn con gái đi một mình đi xuyên việt thì thật ra là anh không có lời khuyên là ai cũng nên đi xuyên việt tại vì thật ra anh nhìn lại anh rất là lều với lại thật ra là rất là nguy hiểm nhưng mà như anh chia sẻ trong podcast trong ngày hôm nay cái quan trọng nhất là tìm ra con đường riêng của mình và chỉ có một cách thôi là đi tìm hiểu về bản thân ừ. đi trải nghiệm đi thử nhiều em ừ. thì thật ra là là anh cũng thấy là cái cô đó bây giờ là sai em. À, vì sai bây à? giờ <laughs> các bạn trẻ việt nam khá là sáng tạo khá ừ. là chủ động đặc biệt kiểu trong cái mảng gọi là startup em. thấy các bạn cũng kiểu khá là tiền phong kiểu bỏ công việc ổn định ừ. để start up một cái công ty hoặc là một cái venture mới và cái điều đó anh thấy là khá là vui ừ. và nếu cuốn sách của anh ừ. đóng góp một phần nào đó trong cái sự thay đổi thì anh còn kiểu vui và tự hào hơn nữa. Ừ. đó em nghĩ rằng là cái cái việc mà anh đưa cho mọi người thấy được rằng à một cái chuyến hành trình đó nó nó không chỉ là cái việc mà bộc phát bởi một cái gì đó mà nó sẽ là một cái 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 sự trải nghiệm rất là lớn giúp chúng ta có thể có nhiều những cái sự trưởng thành hơn em nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một cái sự tác động vào thời điểm đó mà cũng đã giúp cho các bạn trẻ bây giờ chúng ta có để những cái suy nghĩ nó thoáng hơn nó mở hơn và các bạn dám nghĩ dám làm nhiều hơn ừ. và nếu như thế thì qua nghe anh chia sẻ và cái 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 hành trình mà anh trải qua thì có thể nói rằng là anh đã cũng có phải có sự đánh đổi khá là lớn đúng không rất là nhiều sự đánh đổi vậy thì có một cái có một cái uh, suy nghĩ được đặt ra đó chính là bất kể một cái sự đánh đổi gì ở trên cuộc đời này chúng ta vẫn phải có cái sự cân bằng trước thì chúng ta mới suy nghĩ đến cái việc đánh đổi ừ. vậy thì anh đã làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng các cái các cái khía cạnh trong cuộc sống của mình? Ví dụ như là à, bản thân mình này, gia đình hay chính là cả công việc của mình nữa, sẽ làm thế nào để cân bằng được các ba yếu tố đó? Ừ. Thật ra là không có một cái bí quyết nào đó. Thật ra là nó sự cố gắng cũng như trong tất cả những cái mối quan hệ kể cả hai vợ chồng nó cũng ừ. là. Qua cái thời điểm gọi là puppy love, kiểu mọi, mọi thứ nó màu hồng, nó kiểu vui, yêu, mọi thứ thì nó sẽ vào cái giai đoạn mà ừ. hai bên nó thật sự muốn xây dựng một cái quan hệ bền vững. Thì sẽ phải có cái sự cố gắng rồi em. Dạ. đấy thì thật ra là về cái việc công bằng mọi thứ trong cuộc sống thì mình sẽ phải luôn nhớ rằng là kiểu mình không thể nào chỉ làm công việc và kiếm nhiều tiền. Tại vì thật ra là nó cũng sẽ không mang lại nhị mình những cái hạnh phúc em Tại à. vì anh cũng quen rất nhiều người rất là giàu có Nhưng mà thật ra là anh vẫn cảm thấy như họ không hạnh phúc Không vui bằng những người mà gia đình mà anh đã gặp ở ngoài nông thôn Mà họ có thể về vật chất họ cũng có nhiều Nhưng mà họ cười tươi kiểu họ rất là vui vẻ ừ. Thì thật ra là cái việc đánh đo Thật ra là anh không nghĩ đến cái việc đó Anh chỉ nghĩ đến cái việc mà anh có đang sống tốt không anh đã đang cố gắng hết sức để gọi là cung cấp cho gia đình Và đây không chỉ là vật chất tại vì gia đình kể với đứa con thì mình cũng phải dành thời gian ừ. mình cũng phải tiếp xúc nhiều chứ không phải là ở bên cạnh có nghĩa là kiểu kiểu bố con mỗi người điện thoại hay xem tivi nó có phải phải có cái sự tương tác thật sự có nghĩa rằng là uh, mỗi khi chúng ta làm cái việc đó thì hãy tự nói bản thân mình chưa đã tự xem là chúng ta có tự sống với nó được hay không Đúng thì mới là cái mà chúng ta phải 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 đắn đó đầu tiên đúng không đúng rồi. đó cho nên đây anh muốn nhắn mạnh anh biết là anh nói cái này rất là nhiều nhưng mà anh nhắn mạnh với các bạn trẻ đừng có sợ đừng có lo cứ làm sau đó mình sẽ có thời gian để chỉnh lịch sửa lại ừ. miễn là em không kiểu quyết định làm cái gì nó kiểu sai phát vỡ đây là kiểu những cái gì nó quá nguy hiểm được em còn thật ra là anh nghĩ là cứ trải nghiệm thử nhiều, nào, có nghĩa là chúng ta hãy biến cái nỗi sợ đó thành một cái động lực để mình sẽ sẽ có thể thực hiện những cái gì mà mình mình dám nghĩ đúng không ạ? Cái việc mà anh làm nó nó không phải quá phổ biến, ừ. đó và đồng thời đó chính là cái cái suy nghĩ cái truyền cảm hứng của anh dành cho tất cả các bạn trẻ ở thời điểm đó và đến tận ừ. bây giờ. Vậy thì không biết rằng là Ừ, tại vì sao mà trong một khoảng thời gian khá dài, anh lại à, khá là ít xuất hiện trên truyền thông ừ. và từ cái thắc mắc đấy thì có rất nhiều mọi người tự tự nghĩ rằng có phải là à, gia đình là một yếu tố mà làm cho anh đã đã ẩn ẩn một khoảng thời gian khá là lâu như vậy. À, một phần nó cũng do gia đình, bởi à. những cái gọi là công việc, những cái mơ ước à, khác anh muốn đuổi theo. Thì vì thật ra là trước đây anh làm ở đài truyền hình và lại sau cái chuyến đi thì cũng gọi là nổi tiếng. <laughs> nhưng mà thật ra là vợ anh cũng nhận được lời mời của những bên muốn anh đi theo cái đường showbiz ừ. nhưng đối với anh đấy là những không phải những thứ mà anh mong muốn à, thật ra là được nhiều người biết đến thì nó có lợi ích gì nó có giúp được gì không ừ. thật ra là cái thời điểm mà anh đi xuyên viện vợ anh có cơ hội để gọi là chia sẻ với các bạn để gọi là truyền cảm hứng thì anh thấy là nó đáng nó rất là một cái công việc khá là gọi là À, đáng để gọi là có phê mẹ ừ. Còn thực ra sau đó thì Chẳng có lý do gì anh gọi là nổi tiếng nữa Thì anh có những cái Gọi là những cái dự án Cũng như những cái mong muốn mà anh Có thời gian để thực hiện ừ. Chứ còn không muốn lên TV Và truyền <laughs> 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 thông nhiều À, thật ra thì bây giờ cái được gọi là một sự thành công hay được gọi là một cái nêm gì đó thì các bạn giới trẻ ở lứa tuổi của em bây giờ thì các bạn sẽ có một cái một cái suy nghĩ và một cái định hướng đó chính là các bạn trên các cái phương tiện truyền thông hay là các trang mạng xã hội của chính mình thì các bạn rất muốn là mình sẽ được nhiều người biết đến bằng cách là được follow này hay là các bạn yêu ngay cho mình khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường à sau này mình sẽ trở thành ví dụ như là tiktoker cơ người, cho những người có cái sự ừ. ảnh hưởng và các bạn coi đó là một cái sự thành công của các bạn ở xã hội hiện đại ừ. thì không biết rằng là anh thấy rằng là cái quan điểm đó như thế nào. Thật ra là <laughs> bản thân anh không đánh giá được. Ừ. Bởi vì bây giờ là các bạn trẻ nó là thế hệ môi trường xã hội nó lại khác. Nhiều cái anh xem ở trên Tiktok Anh chẳng hiểu là các bạn đang làm gì Thì anh nghĩ là cũng khó để anh đưa ra ý kiến Nhưng mà thật ra là Nếu các bạn thấy vui Và kiểu đây là thật sự Mang lại những cái hạnh phúc cho các bạn Thì anh anh thấy ok Không vấn đề gì Nhưng mà anh nghĩ là Mình cũng phải hạn chế ở một cái mức nào đó ừ. Nếu tất cả xung quanh cuộc sống của mình Chỉ tập trung vào kiếm view Kiếm ừ. follower Thì thật ra là Mình phải xem lại bản thân Và những xem nó sẽ giúp cho kiểu sự nghiệm hay cho cuộc sống của các bạn như thế nào. Chứ còn nếu đơn thuần là cũng muốn kiểu nhiều người biết đến để cảm thấy như kiểu vui ừ. thì anh nghĩ là cái đó là nó cũng là cái sự vui thật sự. Tại vì thật ra bạn thân anh cũng có lúc nổi tiếng lúc kiểu đọc những cái comment mà mình cũng bị ảnh hưởng em những cái người nói rất là tích cực ừ. thậm chí chửi mình cố gắng kiểu bảo ôi mình không quen bà này bạn này cũng quan trọng đâu mà ừ. mình sẽ để tâm đến những comment của bạn ấy nhưng mà cũng có sự ảnh hưởng em thì thật ra là anh nghĩ là các bạn trẻ cứ gọi là cứ đuổi theo fame ok follow nhiều nhưng mà nên có một cái mục đích Ờ. rồi sau này nếu dùng cái đó để kiểu làm business nào kinh doanh ừ. bán hàng hay gì thì anh thấy là khá là ok, khá là tốt ạ có nghĩa rằng tất cả những gì mà chúng ta làm thì nó đều cần phải có một cái mục đích nào đấy. Đó. còn nếu như nó là một thú vui đơn giản thì mình nên có cho nó bằng cái sự giới hạn nào đó để Chính mình sẽ hả? biết điểm ảm à, lúc nào mình nên dừng lại ừ. hay lúc nào mình nên có sự chuyển biến nó sang một cái hướng khác đúng okay. tại vì nó cũng có thể trở thành một cái bệnh à, bị nghiện ạ. đúng không tại ừ. vì em cũng luôn luôn quan tâm này thấy người này có nghĩ tích cực đến mình không các bạn có follow mình hay không thì anh thấy sống như thế rất là khổ em ạ còn thật ra là anh không thể đánh giá anh không dám nói là các bạn đang sống sai hay là làm gì sai. Tại vì bây giờ thế hệ nó khác, không không đánh giá được thật ra là em có nghe được một cụm từ là nó sẽ dẫn đến cái việc bị nghiện thật ra là uh, một khoảng thời gian trước đây thì em cũng cũng bản thân em cũng đã có một cái sự dấn thân vào cái chỗ con đường cũng từ nghiện rồi nha nhưng là đây là gì nghe, những cái trang mạng xã hội hay lúc nào chúng ta vào xem xem à tất cả những cái cái um, trang mạng xã hội đó của chúng ta nó quan tâm lên không đúng rồi <laughs> uh, Nhưng thực sự rằng là sau khi mà sau khi mà mình bắt đầu đi làm một cách nghiêm túc rồi thì mình mới nhận ra rằng à nếu như thực sự cái mình chưa có mục đích nào được gọi là 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 chính thức ở cái 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 hành động như vậy thì mình hãy coi đó là một thú vui một sự giải trí một cách nhẹ nhàng thôi ừ, ừ. đó nhưng mà còn với gọi là sự nghiệp của em ừ. em lấy MC thì anh thấy là nó khá là ừ, phù hợp đúng đó. không? thì đây mọi người nên uh, gọi là suy nghĩ rất là kỹ <laughs> về cái việc làm thích hay làm hay là trở thành nổi tiếng hay không em ừ. bàn về công việc của giới trẻ thì còn có một cái một cái trào lưu đang rất là hot hiện nay ừ, ừ. và chính là cụm từ flex anh không biết là anh có chẳng là em mà, cần phải giải thích à, nhiều có cái nghĩa rằng, <cười> <cười> có nghĩa rằng hiện nay thì các bạn à, đang có một cái trả lưu đấy chính là flex có nghĩa rằng chúng ta sẽ 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 nói chiêu nhau chúng ta sẽ khoe những cái thành tích mà chúng ta đã có à, à, okay. mục đích đó thứ nhất là để chúng ta sẽ à, vui đùa với nhau hai là cũng trong cái đùa từ đôi khi cũng sẽ có một sự thật động đấy để chúng ta có thể khẳng định à một chút gì đó bằng cái hành trình bản thân mình chẳng hạn Đấy. À, và các bạn đang 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 rất là phổ biến về cái trò lưu đó và các bạn coi đó khi mà chúng ta flex like, khi mà chúng ta 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 đăng lên những cái thành tích đó của mình thì các bạn coi đó cũng là một cái sự thành công của mình rồi. Ừ. không biết rằng là bản thân anh góc nhìn của anh thì anh thấy cái cái quan điểm này nó như thế nào? Anh thì thật ra anh không đồng ý với quan điểm đó tại vì thật ra là mình sẽ dựa vào những người khác để ừ. đánh giá cho bản thân mình à. trong khi chính bản thân mình phải đánh giá bản thân mình đúng không thì anh nghĩ là cái việc flex nó cũng tại vì bản thân anh cũng học về tâm lý học ừ. thì anh thấy cái việc flexing nó cũng xuất phát từ một cái vấn đề uh, về cái cách nuôi dạy con của người việt nam nói riêng và người châu á nói chung nó là về cái vấn đề về so sánh con mình với con người ta đúng không thì thật ra là mình luôn luôn ấy, cho nên thực ra là nó xuất phát từ cái đó ừ. mọi người luôn luôn muốn thể hiện là mình hơn hoặc là mình có những thành tích Tại vì từ nhỏ mình luôn bị so sánh bản thân mình với em họ anh họ ừ. uh, con nhà hàng xóm ừ. thì thật ra là anh nghĩ là cái đó cũng ảnh hưởng đến cái việc gọi là lo sợ không muốn làm gì mà kiểu mọi người sẽ đánh giá mình sai ừ. đúng không ấy thế cho nên anh nghĩ là, là là cái flexing nó hơi gọi là hơi liên quan đến cái vấn đề đó anh nghĩ là nó cũng hơi tiêu cực ấy. Oh. phải thoát được cái suy nghĩ kệ người khác người khác không sống cho mình được wow. đúng không là. đấy cho nên là, là, là cái việc flexing anh nghĩ là là, là, là... hy vọng nó sẽ dừng lại sớm <laughs> <laughs> tại vì nó chỉ perpetuate những cái việc mà nó xuất phát từ sớm ấy. và cái cảm giác đó anh thấy là nó cũng khá là ảnh hưởng đến là cảm xúc cũng như mental của của các bạn trẻ nếu em luôn luôn kiểu không được kiểu appreciate không được kiểu bố mẹ cho những lời khuyên là con uh, học giỏi hay, luôn luôn đưa ra những cái câu như kiểu con phải học giỏi hơn ừ. con người khác hay, kiểu, à, con ăn hơn thế hoặc là để hơn không phải bằng ừ. phải hơn người khác kiểu. thì nó luôn luôn làm cho mình có cái tư duy mình phải so sánh bản thân mình với người khác trong đây cái cái thông điệp anh muốn đưa cho các bạn trẻ là gì là kệ người khác bây giờ là sống cho bản chính thân, bản thân mình. tìm ra con đường cho chính bản thân mình em chứ còn người khác không sống cho mình không giúp cho mình em họ có nuôi mình đâu mà mình phải lo mình ừ. về những cái suy nghĩ của người khác em Đấy, quan điểm của anh. Đương nhiên là quan điểm của ừ. anh đúng hay không thì thì mỗi người thì sẽ mình mình. quan điểm khác nhau. Có thể bản thân em là cũng là nằm trong giới trẻ như vậy thì thật ra cũng cũng khi mà mình mình flex một cái gì đó thì cái đầu tiên là mình vui trước đã. Nhưng đây nó sẽ cũng có sẽ có một cái mặt hạn chế đó chính là nó có thể là một cái sự tác động đến những người khác. Ah, là... sorry, em cận à sorry trả lời. Nhưng mà em mà là vui nhưng mà vui vì sao em. vì sao em vui vì khi mà em thấy flex ừ. thật ra thì em nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái suy nghĩ của rất nhiều các bạn đó chính là khi mà mình mình flex một cái gì đó ở một cái mức độ gọi là có trong sự giới hạn của mình thì có thể rằng mình sẽ có một cái sự sự tương tác nào đấy để giúp mình sẽ có cái động lực nào đó ví dụ như là đôi khi chúng ta chỉ cần một cái lời khen thôi thì cũng có thể biến đó thành cái động lực để mình sẽ cố gắng cho chặng hành trình tiếp theo chẳng hạn thì em nghĩ rằng cái đó là cái cái vui của em đầu tiên ạ mm, okay. còn uh, nó cũng có những cái mặt hạn chế nhất định giống nhanh vừa chia sẻ nó cũng sẽ có thể là một cái yếu tố tác động về những yếu khía cạnh nhiều hơn đặc biệt là phụ huynh bởi vì sao phụ huynh của chúng ta thì vẫn sẽ có những cái rằng là mong muốn con mình sẽ được thành công như này thành công như kia đó anh nghĩ uh, là khi ở đây phụ huynh là cái người flexing nhiều nhất đấy. <cười> <cười> flexing về con con cái đúng không đó cho nên là khi mà nếu như mà chẳng may mà một ai đó mà chúng ta uh, đọc những cái dòng như vậy thì cái, cái con nhà người ta ấy, nó sẽ nó sẽ có thể được được đưa vào chính cái gia đình khi mà phụ huynh đọc những cái như vậy đều sẽ là một cái rất là hạn chế của cái, của cái việc Black này em nghĩ ừ. em như vậy ok ừ. cảm ơn em à. đã chia sẻ <laughs> thêm anh hiểu thêm về <laughs> câu chuyện này đã, vâng ạ à, Từ lúc đầu thì em cũng có nghe đầu tiên chia sẻ thì em cũng có chia sẻ về về uh, con của mình đúng không em cũng được biết một thông tin rằng là anh đã có ba cháu rồi đều là nhà, các em trai hết đúng không ạ đúng rồi. vậy thì anh có nghĩ rằng là mình sẽ hướng con mình hay là mình sẽ có cách giáo dục con mình giống như cái việc mà anh đã có những quyết định về sự trải nghiệm của mình không ạ? Ừ. thật ra là anh nhà anh đây như em nói là có ba bạn sinh ba wow. và mặc dù là cùng trứng ừ. coi như là gen 100% phần y hệt như nhau nhưng mà tính cách của mỗi bạn khác thật nhau nào. hoàn toàn ạ thì thật ra là anh nghĩ là cái vai trò của bố mẹ ở đây là hướng dẫn ạ, không phải để định hướng thì thực ra là, là trước đây anh cũng viết một cuốn sách về nuôi dạy con wow. trước khi anh có con ở cách đây như 5, 6 năm sáu năm thực ra cái cuốn sách đó nhìn lại về cái cách nuôi dạy con của bố mẹ anh trước khi bố mẹ anh ly dị lúc một tuổi thì thực ra bố mẹ anh cũng gọi là nuôi anh theo văn hóa việt nam khá là mau ừ. bọc khá là định hướng cuộc sống thậm chí lúc 9 tuổi mẹ anh vẫn lao mong cho anh sau khi anh đi vệ sinh kiểu tắm cho anh thế rất là hỗ hộ nhưng mà đương nhiên sau khi bố mẹ em anh, anh ly dị lúc 10 tuổi thì anh phải tự lập hơn anh phải biết làm mọi thứ anh phải biết nấu ăn mọi thứ thì anh thấy là cái lúc đó là mới lúc anh trưởng thành rất là nhiều thế cho nên là anh muốn áp dụng cái đó cho các bạn ba bạn nhà anh anh không muốn định hướng không muốn gì uh, kiểu giáo dục gì cả anh muốn là hướng dẫn cho các bạn còn các bạn sẽ tự phát huy Uh, những cái tiềm năng của các bạn thì thật ra là cái style của anh sẽ open hơn. Đương nhiên là anh cũng sẽ đưa vào những cái văn hóa của, của của Việt Nam vào nữa. Cho nên là anh mới quyết định nuôi dạy con anh ở Việt Nam một thời gian chứ không phải hoàn toàn theo cách Mỹ. Tại vì thật ra là ở trong bây giờ em chưa có khỏi đi em chưa biết nhưng mà trước đây có nhiều cái gọi là phương pháp theo Nhật hay theo kiểu Israel hay theo để, để nuôi dạy con một cách hoàn hảo, chẳng có cách hoàn hảo nào cả. Quan trọng nhất là mình phải dành thời gian để thật sự hiểu về con ừ, mình. Đấy, và mình sẽ gọi là chỉnh lại cái cách nuôi dạy con để phù hợp với con mình. Tại vì như anh ba đứa nhưng mà anh không thể nào áp dụng cái cách y hệt như nhau với ba bạn, anh sẽ phải tiếp cận với ba bạn một cách kiểu khác nhau một tí để phù hợp với với tính cách của bạn ấy. Ừ, ừ, à. Cho nên là là anh nghĩ là sau này anh không biết là các bạn sẽ làm gì, sẽ giỏi về gì với cái điều đó cũng khá là hấp dẫn với anh vì anh cũng tò mò là sau này các bạn sẽ gọi là trở thành một người như thế nào à, chúng ta vẫn hay nói chiêu với nhau rằng là cha mẹ sinh con này trở sinh tính đúng không Chào ạ đó. À, một câu hỏi gần như là cuối cuối thì em muốn hỏi anh đó chính okay. là à, em có nghe nói cụm từ bao bọc thật ra thì những người bố người mẹ việt nam của chúng ta rất là yêu thương con chính vì thế cho nên là đôi khi sẽ có cái sự bao bọc là khá lớn vậy theo anh thì cái sự bao bọc đó nó sẽ giúp cho các bạn trẻ được gì và hạn chế những gì ừ. thực ra là cái việc bao bọc thì anh thấy không có nhiều lợi ích gì mấy ừ. cái bao bọc sẽ làm cho con mình khá là bị phụ thuộc đúng không bố, bố mẹ lo hết thì làm sao con biết làm gì ạ thế ừ. cho nên là thực ra là từ nhỏ đến từ bây giờ như ba con nhà anh dùng kéo hay kiểu cắt kiểu rau hay cắt bánh mì dùng dao mọi thứ từ lúc 3 tuổi Tự tốc luôn tại sao mình nghĩ là các bạn không làm được tại vì ở ừ. việt nam hay có cái câu là trẻ con có biết gì đâu đúng không à, nhưng mà thật ra trẻ con rất là thông minh và càng ngày tiếp xúc với nhiều công nghệ càng thông minh hơn ừ. thì ra là nếu em coi các bạn trẻ con như là một cái máy tính và em đưa thông tin vào thì cái máy tính càng hiểu biết hơn càng có nhiều data thông tin hơn thì sẽ phát triển nhanh hơn em thế nó là rất là đơn giản hiểu. em em mặc dù chưa có gia đình đó nhưng em nghĩ rằng là sau buổi hôm nay thì em sẽ tìm được cuốn sách nuôi dạy con của anh thì mình sẽ <laughs> thôi em thật đây như anh nói là, là là không có một cách duy nhất em mình cứ tìm hiểu về con mình thôi ừ. và mình cứ okay. nuôi dạy con một cách gọi là loving gọi là dùng positive reinforcement ừ. tại vì cái sự gọi là lời khuyên kiểu Uh, bố mẹ yêu con hay bố mẹ tự hào từ con thì nó rất là quan trọng đối với các bạn trẻ nhưng mà đến một cái mức nào đó như thì em sẽ thấy ở việt nam bố mẹ sẽ không bao giờ nói bố mẹ yêu con hoặc là bố mẹ tự hào về con đúng không? anh không biết là trường hợp của em như thế nào nhưng mà đa số những người bạn bè của anh gặp thì kiểu nói với anh bố mẹ không bao giờ nói những cái lời như thế mặc dù là như em nói là bố mẹ Việt Nam rất là yêu thương con nhưng không cho nên là mẹ ừ. bao bộ nhưng mà thật ra là cái việc nói nó có nhiều cái lời ích ừ. ừ. <laughs> kẹo ừ. À, cảm ơn anh rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi và em tin rằng với những cái chia sẻ đó nó không chỉ là một cái sự thức tỉnh cho các bạn để các bạn thấy rằng à chúng ta sẽ sẽ tin được bản thân mình hơn và chúng ta yêu thương bản thân mình hơn mà còn làm một cái chuyển động lực truyền cảm hứng rất là nhiều đấy à, và em mong rằng là với những cái gì anh chia sẻ thì các bạn trẻ sẽ có thể có cho mình những kinh nghiệm sẽ có cho mình những cái trải nghiệm mà những người anh đã đi trước đã truyền đạt cho mình và đây là một cái mà uh, số podcast của chúng ta đang rất là mong muốn được uh, lắng nghe một lần nữa thì cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm nay đã đến cùng với Better Me và mong rằng là anh sẽ vẫn tiếp tục trên cái hành trình là mình sẽ truyền được nhiều cái cảm hứng hơn cho các bạn trẻ. Cảm ơn à, em rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa xin được cảm ơn thương hiệu thời trang năm Owen, lịch lãm, thời trang, vững vàng bản lĩnh đã đồng hành cùng với số Podcast lần này. Xin chào và hẹn gặp lại.